Cúm corona chưa kịp đi qua thì cúm gà H5N1 lại đến. Dịch cúm H5N1 lại bùng phát tại Hồ Nam thời điểm này, như là một đòn giáng mạnh thêm vào Trung Quốc khi dịch virus corona đang lây lan rất nhanh. Theo báo Reuters, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc vừa thông báo tình trạng bùng phát chủng cúm gia cầm H5N1 tại một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Thông tin về dịch chính thức được bộ này đưa ra vào ngày 1 tháng 2 với mức báo động gây bệnh cao. Hiện tại, trang trại tại Thiệu Dương có 4.500 con gà chết vì cúm, trên tổng số là 7.850 con. Chính quyền thành phố đã tiêu hủy tổng cộng là 17.828 gia cầm khi dịch bùng phát. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, vào năm 1997, cúm gia cầm H5N1 từng được ghi nhận lây từ gia cầm sang người. Hồng Kông là nơi đầu tiên phát hiện ca bệnh vào năm 2003, dịch này bùng phát ở Trung Quốc, sau đó lan ra Việt Nam và 14 quốc gia khác. Trong đó, Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ năm 1997 đến nay, thế giới đã ghi nhận 861 ca nhiễm virus corona H5N1, trong đó có 455 bệnh nhân tử vong. Dịch cúm H5N1 bùng phát tại Hồ Nam thời điểm này như đòn giáng mạnh thêm vào Trung Quốc. Khi dịch cúm virus corona đang lây lan rất nhanh, Tính đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, đã có 304 người chết vì cúm virus Corona và 14.551 ca nhiễm bệnh cũng vì virus Corona. Trên toàn thế giới đã có khoảng trên 12.000 người đã bị lây nhiễm ở Anh Mỹ, Pháp, Thái Lan, Hồng Kông và Việt Nam. Trong bối cảnh vừa đại dịch virus Corona chủng mới năm 2019 đã có số người chết vì dịch ở Trung Quốc tăng thêm 45 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong lên là 304. Tổng số ca nhiễm trên thế giới lúc này là 14.551 trường hợp. Trong ngày 1 tháng 2, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 1.921 người nhiễm virus, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại tỉnh này lên 9.074. Theo đài CCTV, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là hơn 14.380 người. Vũ Hán, tỉnh lỵ của tỉnh Hồ Bắc và được cho là nơi virus lây lan sang người đầu tiên, đã ghi nhận thêm 1.921 ca nhiễm bệnh mới và 32 ca tử vong trong vòng ngày 1 tháng 2. Trong số các ca nhiễm bệnh, có 1.118 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng và 444 ca đang trong tình trạng rất nặng. Hiện tại, thành phố này đã có 224 người chết vì virus, cho đến nay vẫn chưa có vaccine phòng chống. Một tính toán của các nhà nghiên cứu Đại học Hồng Kông ước tính, có gần 76.000 người ở Vũ Hán có thể đã bị nhiễm bệnh. Tại thành phố Hoàng Cương, cũng thuộc tỉnh Hồ Bắc, Nơi được xem là ổ dịch nghiêm trọng thứ hai sau Vũ Hán, tổng số ca nhiễm mới cũng tăng thêm là 276 người. Trung Quốc cũng đang đối mặt với sự cô lập ngày càng mạnh từ chính phủ các nước ngoài trong lúc số các ca tử vong đang tăng lên từng ngày. Mỹ và Australia hôm ngày 1 tháng 2 cũng đã dẫn đầu các nước áp đặt lệnh cấm đi lại đặc biệt đối với công dân hoặc là người đến từ Trung Quốc. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019, đã có hơn 14.551 ca nhiễm virus Corona đang được ghi nhận trên toàn thế giới với tất cả các trường hợp tử vong đều diễn ra tại Trung Quốc. Có 17 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đang chịu lệnh phong tỏa trong nỗ lực khống chế dịch bệnh đang lan rộng. Hồ Bắc cũng đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến ngày 13 tháng 2 trong nỗ lực khống chế sự lây lan của virus Corona chủng mới. Trước tình hình dịch bệnh đang chồng chất dịch bệnh tại Trung Quốc, người Trung Quốc nói riêng và người da vàng châu Á nói chung đang bị kỳ thị khắp nơi trên thế giới cũng chỉ vì các quốc gia khác lo ngại sự lây nhiễm virus khi tiếp xúc. Hiện tại, vẫn chưa có vaccine phòng ngừa và điều trị virus corona. Thông tin từ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2020, tại Việt Nam cũng đã ghi nhận ca nhiễm bệnh thứ bảy là một Việt Kiều bay từ Mỹ, quá cảnh đến Vũ Hán và vào đến Việt Nam, sau đó lưu trú tại một khách sạn ở quận 3, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Được biết hiện tại sức khỏe người này đã ổn định. Trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được vào sáng ngày 2 tháng 2 năm 2020. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm tình hình dịch bệnh virus Corona chủng mới đang lan rộng khắp nơi trên thế giới trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.